Bác sĩ nói rằng là em sẽ không còn sống quá một tháng trên thế gian này nữa, hoặc rằng là một biến cố nào đó mà mình sẽ không còn có thể lao động được nữa, hoặc là một ngày nào đó mình sẽ không còn đủ sức khỏe hoặc là thời gian hoặc là bất kỳ một cái điều gì đó để thực hiện tất cả những cái hoài bão và ước mơ của mình nữa. Thì đó là những điều mình sợ nhất, gần như là sợ chết cũng như là sợ nghèo. Mọi người nói rằng là mình tham sống sợ chết, thật ra không phải đâu. Có nghĩa là mình sợ rằng là khi mình không còn tồn tại nữa, hoặc là khi mình tồn tại mà không có giá trị nữa, thì mình sẽ không có đủ thời gian để lo cho tất cả những người thân yêu của mình, gia đình nhỏ mình, con mình và tất cả những người đồng hành mình, vợ con, gia đình, ba mẹ, nói chung là tất cả những người mà đã và đang mình lo. Cho nên còn sống, còn được sức khỏe, còn được hạnh phúc, còn được lo cho tất cả mọi người, đó là cái điều mà hạnh phúc nhất của mình. Mình không biết rằng là mọi người sẽ có những cái suy nghĩ như thế nào. À, vừa rồi thì những cái đợt drama như vậy, các bạn cứ bám đến mình không ngừng. Các bạn cứ theo hết bài đăng này để mà đăng kia rồi bình luận những cái điều tiêu cực. Thật ra cảm thấy mệt rồi. Mệt là bởi vì xung quanh ta quá nhiều những người gọi là có một những cái suy nghĩ nó rất là lệch lạc, và các bạn cho rằng các bạn luôn luôn là người đúng. Mình thì chẳng nói mình tài lanh hay là giỏi gì đâu, đơn giản là mình cảm thấy rằng khi mà chúng ta thấy một cái tình huống nào đó, ngoài trừ cái việc yêu thương người biết cho người ta tốt hơn thì mình chẳng làm được gì khác. Các bạn là kêu mình nói đạo đức nói nhân nghĩa, thật ra việc đạo đức hay không á, bạn cũng không được quyền phán xét, và chính mình cũng không được quyền nói. Nhưng một trong những cái mình cảm thấy tự hào ở cái tuổi trẻ của mình là làm những cái điều mình cảm thấy nó thoải mái và thanh tâm thường an lạc, buông giấc ngủ xuống ngủ thoải mái chứ không cần phải đau đầu hay suy nghĩ. Nói chung là gửi đến những bạn anh tiến, cứ tiếp tục làm những cái điều bạn đang làm và cho rằng là đúng, thì các bạn hãy thương nhau khi còn có thể, để lỡ một ngày ta không còn thể thương nhau. Hồi đó mình vẫn hay nói câu nói đó, có nghĩa là giả tỷ như bạn đang nợ một ai đó mà bạn chưa kịp cho người ta cơ hội trả nợ thì ngày mai người ta không còn những thế gian này nữa. Bởi vậy cho nên người ta nói rằng là những cái lời thương yêu hoặc là những hành động đẹp chúng ta có thể dành được cho nhau giây phút nào thì cứ dành, để lỡ một ngày nào đó khi mà chúng ta muốn dành thì cái người kia cũng còn trên thế gian này để cho ta dành nữa. Cho nên mình vẫn hay nghĩ tới cái điều đó, mình nghĩ rằng là ngày hôm nay được sống và ngày mai là ngày cuối cùng gì đó, và ngày mai sẽ không còn sống nữa. Thì những điều đó mình đã làm, tức là gia đình mình đã trải qua rất là nhiều những cái biến cố, từ khó khăn, từ nhiều thứ lắm, và từ đó đã cho mình một cái con người như ngày hôm nay. Các bạn có quyền tin mà không cũng được, cứ làm những điều mà các bạn đang cho rằng là đúng, cứ công kích vào những cái bài đăng của mình, từ con cái, gia đình của mình. Cào bàn phím mà, bạn bên kia bàn phím thì mình đâu thấy bạn like đâu, chứ còn thật ra bạn dũng cảm thì chắc chắn bạn không làm điều đó. Bạn có thể đến gặp thẳng mình để mà hỏi, hoặc là để có thể chính nghĩa theo cái của bạn. Nhưng mà khuyên thành thật các bạn, hãy suy nghĩ là những điều mình đang làm đúng hay không, tùy các bạn, đúng thì tiếp tục làm.